Chị Trương Thị Vinh hiện đang là công nhân tại khu công nghiệp Bắc Đồng Hới. Thu nhập hiện tại mỗi tháng của chị khoảng 6 triệu đồng. Với số tiền này, chị Vinh phải lo toan cho cả khoản chi phí như thuê trọ, điện, nước, sinh hoạt. Vừa qua, sau khi biết được thông tin giá điện tăng, chị không khỏi lo lắng. Xuống đấy làm công ty thì lương thì thấp, mà dư thì tiền điện thì tăng, mà nấu cái gì cũng dùng đến điện cả. Tôi cảm thấy là rất lo lắng, mong muốn giá điện thấp để cho công nhân như chúng tôi đấy đi làm để có đồng lương để mà thu nhập. Nhiều người dân cũng lo ngại về việc giá điện tăng, kéo theo các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng sẽ tăng theo, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ. Bên hàng cơm tấm của tôi thì cũng đang sử dụng rất nhiều cái máy móc để dùng về điện như nồi nấu cơm, tủ lạnh, máy lạnh phục vụ cho khách hàng mùa hè nóng nảy này, thì nhưng mà tôi cũng nghe là giá điện nó tăng nên cũng rất là lo lắng, đến tháng phải chi trả những cái tiền điện hàng tháng. Trong khi đó hôm nay những cái kinh tế đã khó khăn rồi, nhưng mà vật giá thì các sản phẩm thực phẩm tôi lấy cũng giá cũng đang tăng theo hàng ngày. Không chỉ người dân mà ngay cả các doanh nghiệp cũng đang gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng suy thoái của kinh tế. Các đơn hàng xuất khẩu bị cắt giảm và nay là giá điện tăng. Mặc dù các doanh nghiệp cũng đã nỗ lực thực hiện các giải pháp tiết kiệm và giảm tối đa chi phí đầu vào nhằm duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Tuy nhiên, tình hình này khiến doanh nghiệp không khỏi áp lực. Với cái tình hình khó khăn chung về cái mặt hàng sản xuất của công ty như hiện nay, thì cái giá điện mà tăng lên tới 3% thì nó sẽ rơi vào cái giá thành sản xuất, thì rất là khó để cho công ty cạnh tranh với cái thị trường khó khăn hiện nay. Cùng với thời điểm giá điện tăng, giá xăng dầu cũng đã được điều chỉnh giảm xuống. Điện và xăng là các mặt hàng thiết yếu liên quan đến đời sống của người dân cũng như đầu vào quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, đây là vấn đề người dân rất quan tâm. Dầu lúc trước thì nó đắt hơn, bây giờ thì giảm hơn thì bà con ngư dân cũng mừng. Nói chung là giảm thêm ít nữa thì đỡ hơn cho ngư dân. Để tránh tình trạng giá cả hàng hóa tiêu dùng ảnh hưởng sau khi tăng giá điện, cả cấp cả ngành cũng cần có những chính sách bình ổn giá, đồng thời tăng cường cả hoạt động thanh tra kiểm tra giá cả hàng hóa trên thị trường.